Như đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, tại km 48 200 của tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, xe ô tô con biển kiểm soát 36A48567 lưu thông theo hướng Nam Bắc, trong lúc vượt ẩu đã va chạm với xe đầu kéo biển số 63C13659 kéo theo rơ móc biển số 63R00227 lưu thông cùng chiều gây tai nạn liên hoàn. Vụ tai nạn khiến 3 xe bị hư hỏng nặng, nằm ngang tuyến. Xe ô tô con biển số 36A48567 bị rơi xuống ta luy âm bên phải tuyến. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô con biển kiểm soát 36A48567 do ông Phan Đình Kiều điều khiển, chở theo 4 người trong một gia đình, gồm anh Phan Đình Quy, sinh năm 1987, chị Lê Thị Hắc, sinh năm 1983, cháu Phan Đình Quy, sinh năm 2015, và cháu Phan Lê Khánh V, sinh năm 2009, cùng trú phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vụ tai nạn khiến anh Quy bị thương nhẹ, cháu Quy tử vong tại hiện trường, chị Hắc và cháu V tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện, riêng ông Kiều may mắn không bị thương. Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do ô tô con biển kiểm soát 36A48567 vượt bên phải đầu xe kéo rồi tạt sang dẫn tới va đầu xe kéo gây tai nạn. Hiện tài xế Phan Đình Kiều, người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A48567 đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trên thực tế, từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn và La Sơn Túy Loan đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó riêng tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đã xảy ra khoảng gần 20 vụ tai nạn, làm hàng chục người chết và bị thương. Trước tình trạng tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên các tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn và La Sơn Túy Loan, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh vi phạm của các tài xế, nguyên nhân dẫn đến tai nạn còn do những bất cập trong việc thiết kế thi công tuyến cao tốc này, nhất là việc các tuyến cao tốc này chỉ có 2 làn xe. Anh Lê Trung Dũng, người thường xuyên điều khiển ô tô qua về trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn cho biết, cao tốc Cam Lộ La Sơn được gọi là đường cao tốc nhưng đúng ra không thể gọi là đường cao tốc. Đường cao tốc gì mà chỉ có 2 làn xe chạy, mỗi bên một làn xe, chỉ trừ một số đoạn mới có 4 làn xe và có giải phân cách cứng. Tuyến đường này lại có nhiều khúc cua nguy hiểm, hệ thống điện chiếu sáng, hành lang bảo vệ cũng không đảm bảo, nên tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên là điều khó tránh khỏi. Anh Nguyễn Đình Hùng, một tài xế khác thường xuyên đi về trên tuyến cao tốc này nhận định, đã là đường cao tốc thì ngoài phải có ít nhất 4 làn xe, giữa đường phải có giải phân cách cứng để đảm bảo không xảy ra các xe ngược chiều đối đầu nhau khi vượt lấn làn. Cao tốc Cam Lộ La Sơn và La Sơn Túy Loan gọi là cao tốc nhưng đường quá hẹp, phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ từ 60 km đến 80 km. Nhiều vụ tai nạn do các phương tiện đối đầu nhau đã xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn và La Sơn Túy Loan do đường hẹp, các điểm kết thúc vượt thường bất ngờ bó hẹp kiểu thắt cổ chai. Nhiều đoạn cua, đèo dốc nguy hiểm trong khi nhiều tài xế vi phạm các quy định của biển báo. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh từng đề nghị đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, La Sơn Túy Loan. Cụ thể tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào cuối tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, La Sơn Túy Loan lên quy mô 4 làn xe. Sau kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ có liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét quyết định việc đầu tư dự án nâng cấp các đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, La Sơn Túy Loan theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, đơn vị chủ đầu tư các đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn và La Sơn Túy Loan, vào cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho chủ trương mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn lên 4 làn xe. Hiện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đang làm hồ sơ, báo cáo tiền khả thi để gửi Bộ Giao thông Vận tải về công tác triển khai dự án mở rộng tuyến cao tốc này. Ngày 18 tháng 2, trên chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 36A485 do ông Phan Đình Kiều, 55 tuổi, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển, chở theo 4 người trong gia đình gồm Phan Đình Quý, 46 tuổi, trú phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, cùng vợ là Lê Thị Hạnh, 41 tuổi, hai con là Phan Lê Khánh Vân, 15 tuổi và Phan Đình Quang, 9 tuổi, xe di chuyển từ hướng Đà Nẵng, Quảng Trị. Khoảng 10 giờ, khi tới km 48 200 tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế,
ô tô này xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác đang di chuyển, khiến xe bị văng ra khỏi làn đường trong tình trạng biến dạng. Vụ tai nạn khiến cháu Phan Đình Quang tử vong tại chỗ, cháu Phan Lê Khánh Vân và chị Lê Thị Hạnh được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cả hai đã tử vong sau đó. Chiều 19 tháng 2, căn nhà của gia đình ông Phan Đình Cử, 78 tuổi, bố đẻ anh Quý, trú thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, có đông người đến thăm, tập trung lo hậu sự cho ba nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật bản thân mãi mất đi ba người thân, anh Quý cố gắng gượng để đưa di hài vợ và hai con đi hỏa táng. Khu ngã tư Chợ Đá, vốn đã huyên náo ngày thường, nay lại bao trùm không khí tang thương, ai nấy cũng đau xót cho sự mất mát của gia đình anh Quý. Rất đông người thân xóm diện có mặt tại tang quyến để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo tang sự. Vợ chồng anh Quý, chị Hạnh sống hiền lành, hòa nhã với mọi người, các con rất ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi. Và chúng tôi vô cùng sốc bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ tai nạn. Nỗi đau bất ngờ ập đến, không biết anh Quý có vượt qua được không? Chị Huyền, hàng xóm anh Quý bật khóc chia sẻ. Đôi mắt bần thần, thân thể già nua cứ rung lên từng hồi khi nhìn di ảnh của con dâu và hai cháu. Ông Phan Đình Cử phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho con trai vượt qua mất mát. Ông Cử cho biết, ông có ba người con. Anh Quý là con trai thứ hai, hiện công tác tại một công ty xây dựng. Nhiều năm qua cả, gia đình anh Quý sinh sống tại thành phố Thanh Hóa. Còn ông Cử ở quê, Tết Nguyên đán năm nay cả gia đình về quê ăn Tết cùng ông Cử. Đến mùng 6 Tết, gia đình anh Quý dùng ô tô cá nhân vào tỉnh Quảng Ngãi để thăm bạn bè, du xuân đầu năm mới. Trên đường về qua tỉnh Kon Tum, đón thêm chú ruột là Phan Đình Kiều. Trên đường trở về không may xảy ra sự việc đau lòng. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Quý gọi điện cho ông Cử để thông báo cả gia đình đang trên đường về nhà. Cách thời điểm tai nạn khoảng 2 tiếng, hai bố con gọi điện cho nhau. Quý bảo đang trên đường về nhà, nào ngờ tai nạn đau lòng xảy ra. Vợ con dâu cháu nội mất, em trai đi tù, tôi chẳng còn gì nữa, ông Cử bật khóc nói. Để kịp thời động viên gia đình nạn nhân sau vụ tai nạn, ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, cùng đoàn công tác đã đến thắp hương động viên, chia sẻ mất mát tới gia đình nạn nhân. Hiện nay, dù giá xe ô tô đã rẻ hơn, nhưng với nhiều người, ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà vẫn là một tài sản có giá trị không nhỏ. Chính vì vậy, những chiếc xe bị hư hỏng, biến dạng nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, lượng xe ô tô tăng nhanh đã kéo theo tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này cũng tăng cao. Vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe SUV 7 chỗ rúm gió trên cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây là một ví dụ. Mặc dù không may bị tai nạn khiến xe bị hư hại nặng và biến dạng nghiêm trọng, nhưng dưới góc độ của người dùng, nhiều chủ xe thường sẽ chọn cách mang xe đến các gara ô tô phục hồi để tiếp tục sử dụng hoặc bán lại. Trước tình huống này, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu có thể phục hồi cho ô tô sau tai nạn được đến đâu? Anh Trần Chí Thành, một người chuyên khắc phục xe tai nạn cho biết, một chiếc xe tai nạn có thể phục hồi được một phần hay hoàn toàn như nguyên trạng phụ thuộc vào mức độ hư hỏng do quá trình va chạm gây ra. Nhiều người có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những hư hỏng ẩn sâu bên trong buộc phải có sự can thiệp bằng máy móc và đòi hỏi tay nghề cao của các thợ sửa chữa. Ngoài ra, việc đưa về nguyên trạng ban đầu cho ô tô sau tai nạn còn phụ thuộc chủ yếu vào mức chi phí khắc phục mà chủ xe có thể chấp nhận. Sửa chữa và phục hồi xe tai nạn càng sớm sẽ càng tiết kiệm chi phí và tránh được những hư hỏng phát sinh thêm cho chủ xe. Như đã nói ở trên, mỗi quy trình phục hồi xe tai nạn sẽ khác nhau, phụ thuộc chủ yếu vào vị trí và mức độ va chạm. Nhưng nhìn chung vẫn có thể tóm gọn lại qua những bước như sau. Kiểm tra đánh giá tình trạng xe tai nạn. Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình phục hồi xe tai nạn. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện toàn diện từ khung gầm, thân vỏ, động cơ, các hệ thống như lái, treo, điện, phanh, v.v. để đánh giá các vị trí hỏng hóc do vụ va chạm gây ra. Các công đoạn kiểm tra đều cần những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và các máy móc hiện đại hỗ trợ để kết quả kiểm tra chính xác nhất. Từ đó, phía gara sẽ xác định mức độ thiệt hại của từng bộ phận và đưa ra báo giá dự toán cùng thời gian khắc phục cho chủ xe. Gò nán phục hồi thân vỏ. Thân vỏ là lớp bảo vệ ngoài cùng của xe nên thường sẽ là bộ phận chịu tác động trực tiếp khi xảy ra va chạm. Ngoại hình của xe có được nguyên trạng như ban đầu hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bước này.
Các vết móp trên ô tô sẽ được kỹ thuật viên dùng máy hàn rút tôn hoặc nhôm, những bộ phận bị hư hỏng nặng hơn buộc phải sử dụng bộ gò nắn khung chuyên dụng để thực hiện. Thay thế các bộ phận hư hỏng nặng. Trong các vụ va chạm xe ô tô nghiêm trọng, không chỉ có thân vỏ mà các bộ phận khác như động cơ, hộp số, hệ thống treo, phanh, v.v. cũng sẽ bị hư hỏng. Riêng một số chi tiết như kính chắn gió, cản trước sau gần như không thể khắc phục. Khi đó, các kỹ thuật viên sẽ yêu cầu phải thay thế để đảm bảo xe vận hành an toàn nhất. Sơn lại xe. Sau khi phục hồi xe, các chi tiết thân vỏ móp méo và thay thế các bộ phận không thể phục hồi, xe sẽ được sơn lại để đồng nhất với những khu vực không bị va chạm. Việc sơn xe có thể chỉ là một vùng hoặc toàn bộ, phụ thuộc vào mức độ tai nạn và vị trí va chạm. Kiểm tra vận hành của xe sau khi phục hồi. Kiểm tra hoạt động của máy móc sau quá trình phục hồi xe ô tô bị tai nạn là bước bắt buộc đảm bảo các chi tiết máy móc của ô tô được phục hồi hoàn toàn và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Thời gian khắc phục xe tai nạn. Với những xe chỉ va chạm nhẹ ở phần thân vỏ, chưa ảnh hưởng đến các hệ thống khung gầm, máy móc, thường sẽ mất khoảng thời gian tối đa là 3 ngày. Còn trong trường hợp va chạm biến dạng nghiêm trọng, thời gian khắc phục sẽ mất từ 10 đến 15 ngày, chưa kể còn phụ thuộc vào phụ tùng, linh kiện của xe đó có sẵn tại gara hay không. Cũng theo các chuyên gia sửa chữa ô tô có kinh nghiệm, phục hồi những xe bị tai nạn nghiêm trọng không chỉ khó gấp nhiều lần so với việc đại tu sửa chữa một khối động cơ hay là một phần khác của chiếc xe mà còn rất tốn kém. Có trường hợp chi phí khắc phục gần bằng giá xe mới. Chưa kể là việc này còn đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm chuyên môn của kỹ thuật viên phải cao. Vì vậy, các chủ xe cũng cần lựa chọn một gara sửa chữa uy tín để đảm bảo quá trình phục hồi xe tai nạn đạt khả năng vận hành và chất lượng an toàn ở mức cao nhất, anh Thành nói thêm.